đi con mẹ đi ăn cắp rồi lù để đi con mẹ đang lên bảy bảy là tám tám này. Chào anh em, thì theo yêu cầu của anh em muốn tôi làm một clip hướng dẫn cho anh em thật rõ ràng về cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo. Và những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, Viber, Kakao, Messenger trên Facebook, Viber. Anh em có nhu cầu phần mềm nào thì anh em qua kênh anh em xem anh em nhé. Thì ở clip này thì theo cái yêu cầu của anh em thì tôi sẽ giới thiệu và tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo. Đấy, thì trước khi test thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái cách chơi và cách chỉnh sửa. Thì tất cả những phần mềm được chúng tôi cài đặt trên máy của các bạn. Đấy, ví dụ các bạn có thể là cài đặt vào máy iPhone, Samsung, Oppo, chúng tôi đều có thể là cài đặt được cho anh em. Thì khi cài đặt thì chúng tôi sẽ cài đặt một cái app chỉnh sửa trên máy của các bạn. Đấy, thì các bạn vào phần mềm chỉnh sửa của chúng tôi. Đấy, các bạn chỉnh sửa những con số theo các bạn mong muốn rồi các bạn gửi lại cho họ thì hai máy sẽ tự đồng bộ hóa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, còn rất nhiều anh em hỏi là cái phần mềm này có lộ không, thì tất cả những app phần mềm cài đặt trên điện thoại của các bạn khi các bạn sử dụng các bạn có thể xóa đi. Đấy, thì chúng tôi sẽ cài lại cho các bạn lần đầu chúng sẽ miễn phí cài đặt, lần thứ hai là tính 5%, lần thứ ba chúng tôi sẽ tính 10% phí cài đặt lại anh em nhé. Đấy, có vấn đề gì là anh em cứ xóa cái phần mềm đi là vô tang anh em nhé. Sau đây tôi sẽ test phần mềm và hướng dẫn cho anh em cách chơi trực tiếp. Đấy, bật đầu tiên tôi sẽ bật đồng hồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em trong khi quay video. Đấy, video không cắt ghép, không chỉnh sửa anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ vào Zalo này. Ok, Zalo này anh em nhé. Đấy, tôi sẽ nhấn một nội dung là lô. Ví dụ anh em đánh là 45 đi, 46, 47. Đấy, chẳng hạn thế. Thì anh em cứ đánh nhiều con số ra anh em nhé. Hoặc anh em đánh có thể đánh 10, 20 tin được. Đấy, nhân. Đấy, 1.000 điểm anh em nhé. 1.000 điểm này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ gửi ra chủ lô này. Đấy, 45, 46 nhân 1.000 điểm nhé. Anh em chú ý cái mốc thời gian này thôi này. Đấy, gửi ra máy chủ lô này. Đấy, máy chủ lô đã nhận được anh em nhé. Vào lúc 14 giờ 11 anh em chú ý mốc thời gian. Đấy, anh em xem anh em có thể ghi lại mốc thời gian để anh em nhớ cái mốc thời gian lúc ban đầu nha anh em nhé. 14 giờ 11 hôm nay. Đấy. 14 giờ 11 hôm nay này. Ok này. Đấy, 14 giờ 11 ngày 18 tháng 3 2020 anh em có thể ghi lại cái mốc thời gian giúp tôi lô 45 46 47 nhân 1.000 điểm vào lúc nhận vào lúc 14 giờ 11 anh em nhé. Thì chủ lô thông thường họ sẽ copy lại anh em nhé, copy lại này. Ok. Đấy, ok anh em nhé. Đấy, ok này, họ sẽ gửi lại cho mình này. Đấy, tôi sẽ mở máy ra cho anh em này. Họ sẽ gửi lại cho mình này. Ok này. Đấy, máy phần mềm đã nhận được ok lại của họ lúc 14 giờ 12 anh em nhé. Nick này. Đấy, mình sẽ đánh là đề. Đề là ví dụ 47 đây là 48 anh em nhé. Tôi sẽ để những con số liền nhau. 48 49 để cho anh em dễ hình dung là khi chỉnh sửa anh em nhé. 48 49 này. Nhân cho ví dụ là 5 triệu đi anh em nhé. Thì anh em có thể là chỉnh sửa tất cả theo ý muốn của anh em. Đấy. 5 triệu này ok này. Thế gửi sang máy của chủ lô đã nhận được này anh em này. Máy chủ lô đã nhận được ok lại của mình. Chuyển lại đề 4849 của mình em nhé. Thì thông thường chủ lô họ cũng sẽ copy và ok lại. Ok này anh em này. Đấy. Ok gửi sang này. Đấy, ok anh em nhé. Thì tôi sẽ cho anh em xem lại cái hai tin nhắn trước khi chưa chỉnh sửa này. Đấy, anh em này. Anh em chú ý tôi nhé. Gửi đi là 14 giờ 42.
họ ok lại là 10 giờ 4 giờ 43. Đấy, anh em ghi lại cái mốc thời gian giúp tôi. Đấy, và cái ngày giờ giúp tôi. Đấy, ngày 14 giờ 11 18 tháng 3 2020. Anh em nhé. Đấy, em ghi lại giúp tôi để sau khi tôi chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em cái thời gian không thay đổi. Đấy, thì tôi sẽ để đây một vài phút sau, bây giờ là 3 phút 28 anh em nhé. Thì tôi sẽ để hơn 4 phút đấy, để cho qua 1-2 phút đi tôi chỉnh sửa đảm bảo cho anh em cái thời gian vẫn giữ nguyên lúc thời gian bắt đầu gửi anh em nhé. Thì với anh em ở bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi có những đội ngũ cao cấp lành nghề đấy, sẽ cài đặt và trực tiếp vào máy cho anh em. Khu vực miền Nam thì em qua bến xe miền Đông anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Mỹ Đình bến xe Giáp Bát anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp phần mềm và cài đặt trực tiếp. Đấy, thì anh em lưu ý bên trung tâm dùng với số điện thoại duy nhất 0916 51 4, anh em mua qua phần mềm qua số này thì chúng tôi sẽ lưu lại khách hàng và sẽ bảo hành đấy, cài đặt lại miễn phí cho anh em. Vì phần mềm này có rất nhiều anh em xóa đi thì chúng tôi sẽ cài đặt lại, thì chúng tôi sẽ phải lưu những cái số điện thoại chúng tôi cung cấp phần mềm. Thế nên là tất cả anh em chú ý là qua cái số này đấy, ngoài những số khác chúng tôi không có trách nhiệm để bảo hành. Vì rất nhiều khách hàng đấy, điện đến nhưng mà lại không mua qua cái số này của chúng tôi nên chúng tôi không có chế độ bảo hành cho anh em nhé. Đấy, 4 phút 49 50 rồi đấy, đã qua thời gian anh em nhé. Đấy, vì cái lý do bảo mật thì nên là tôi không cho anh em xem phần mềm được. Đấy, thì anh em kết bạn Zalo vào số này chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm và test trực tiếp cho anh em nhé. Bây giờ tôi tiến hành chỉnh sửa này. Thì anh em chú ý bên máy chủ lô đấy, nó sẽ không sáng đèn anh em nhé. Ok, bắt tôi chỉnh sửa anh em này. Ok, đã chỉnh sửa xong. Đấy, khi tôi chỉnh sửa anh em chú ý này, đấy, máy chủ lô nó không sáng đèn. Đấy, và cái thao tác chỉnh sửa cực kỳ là nhanh. Anh em chỉ cần vào phần mềm chỉnh sửa của chúng tôi cài trên máy của anh em. Đấy, anh em thay thế những con số khác anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy cái độ hiệu quả và cái thời gian có giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu không anh em nhé. Đấy, bắt đầu là tôi mở ra này, sẽ mở hai máy ra anh em nhé, vào Zalo này, đấy, vào Zalo này anh em này, mở này, mở này, tôi sẽ cho anh em xem, đây anh em này. Đấy, 18 tháng 3 2020 vào lúc 14 giờ 11. Đấy, lô 45 46 47 48 đã chuyển thành 45 12 13. 45 12 13 anh em nhé. Thì hai máy hoàn toàn trùng khớp về con số và thời gian. Đấy, dùng phần mềm công nghệ cao này của chúng tôi. Đấy, anh em có sân chơi này. Anh em có sân chơi hoặc là anh em tạo được sân chơi anh em sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Ok. Đấy, anh em có thể là chụp lại màn hình của anh em xem và anh em so sánh anh em nhé, so sánh cái khúc thời gian bắt đầu mình gửi đấy nó có trùng khớp không anh em nhé. Ok, đồng hồ rơi vẫn chạy anh em nhé. Đấy, chính xác là đảm bảo cho anh em video là không cắt ghép không chỉnh sửa. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em lên trực tiếp cài đặt phần mềm và test phần mềm. Với anh em biết nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi sẽ cài đặt cho anh em. Đấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo. Cảm ơn anh em đã xem clip.